Chào mừng quý anh chị đến kênh Bon Sa Út Vũ, kênh chuyên về linh sam. Thì bữa nay là 19 tháng 10 thì mình quay số cây linh sam cho anh chị em mình mà mua đi bán lại. Thì mình có là 26 cây linh sam bự to, cái chậu từ nửa mét ta lên ha. Và mình sẽ bán đồng giá là 6 triệu một cây. Đó là giá show, thì anh chị mình mua 26 cây thì mình tính là 25 cây. Mình tặng một cây coi như là cái tiền phí để cho anh chị mình vận chuyển. Còn trường hợp mà nếu mà bà con mình yêu thích mình mua lẻ thì có giá riêng. Ví dụ như cây đầu tiên này là giá show là giá 6 triệu nhưng mà bán lẻ thì cái cây này giá 11 triệu bao ship. Còn anh chị em mình mua tại nhà thì giá là 10 triệu. Đó thì bên mình có báo giá công khai, giá lẻ. Còn sau đây là cái chi tiết mà mình đo từ cây Z1 đến cây Z26 cho anh chị mình, đo thông số, đo tàn, đo chậu, đo thông số của cái cây. Địa chỉ của em là ấp Nhân Phú, xã Hoàng Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại là 0987 557 550. Rồi mời bạn đo thông số ha. Thì đo cái chậu đi, cái chậu này nhỏ, chậu bề ngang là phủ bì của cái chậu. Đo cái chậu, phủ bì, đo ngang á. Rồi đo ngang là từ đây qua đây nè. 41 41 42 phủ bì. Rồi đo cái hoành gốc, đo ngay đó, rồi đo ngay eo sau 41 nha anh chị em mình. Đây hoành gốc nè, rồi đo ngay eo, xích lên xíu ngay eo. 33 rưỡi ha. Con mình thấy nha, gần 34 ha. Rồi đo xích lên xíu nữa không, nó cũng tương tự nha bà con mình. Cái đó ngay mục rồi. 26 27. Đo độ cao, độ cao từ cái miệng chậu, chưa có tính chân nha bà con mình. Tham khảo là 73 đó, tới đáy chậu không tính chân là 89. Rồi đo bề tán ngang. Bà con mình thấy cái cây rất là to nha. Những cái cây này mà tiền công nếu mà nuôi 88 anh chị em mình, 88. Cây rất là to, quay vòng dướng hàng phải chừng ngã. Thầy mình để hơi nghiêng. Anh chị em mình thấy cái cành đó người ta sửa nè. Rất là công phu. Đây là cây sông Hinh Gin ha. Số Z1 nha anh chị em mình. Đây cái số 01 nè. Chỉ có đặc biệt có cây này là vô chậu cá đàng hoàng. Đây chi cành ngọn ha, rất là to quái. Giá trị của cây này nó cao nhất ha. Rất là đẹp nha bà con mình. Rồi còn nhiều cây nữa ha. Thì mình sẽ đưa vào một cái album. Cái album tên YouTube á, là mã số Z 26 cây á. Anh chị em mình gõ vô đó thì nó sẽ có số từ cây thông số luôn nè. Đây là những cây mà em chuẩn bị em đo. Có một cây lại lá này là cây ghép trắng phất hồng. Đây đó. Rồi đây đo cái cây số 02 ha. Tiếp theo là cây số 02. Đo hoành. Bây giờ ở ngoài ở ngoài trời đang mưa cho nên anh chị em mình lưu ý cái chỗ là nó hơi mờ ha. 25 độ cao của cây số 02 nha. 51 50 đo tới cổ rễ anh chị em mình, còn đá lên chậu khác nữa. Cái tàn 81. Nãy cái hoành nó bao nhiêu quên này. Ừ. 25. Thì đối với cái cây như vậy thì anh chị em mình lưu ý là đế đánh nó rất là đẹp, thân già ha. Đây em sẽ quay mặt hậu cho anh chị em mình coi. Đây ưng ý nè. Đây là mặt hậu của cây ha. Đó, trên nguyên cái lô này là dây cành này nó đều xả dây và không có ôm dây ha. Xả dây hết 90% anh chị em mình. Những cái cây này có một vài cọng dây là mình để lại do nó chưa siết á. Đó cho nên là đây là hai cây ha. Còn tiếp theo là cây thứ 3 và thứ 4. Mình đo luôn cho bà con mình coi luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ đo cái cây là Z03 và Z04 cho bà con mình coi. Cũng trong cái lô này luôn. Thì cây đây là cây sông Hinh, cây cốt cành già. Trước khi đo thông số thì mình quay toàn cho bà con mình coi, xoay toàn cái ha. Số này cây là cây 03 nha bà con mình. Lưu ý đây là cây sông Hinh. Đây em từng hợp em quay cũng lần thứ 2 rồi, do mất cái tín hiệu của âm thanh á cho nên là buộc mình phải quay lại. Rồi đo hoành giùm em. Hoành ngay thước dây là gần 26, 25 rưỡi nè. Rồi bây giờ đang tắt nắng cho nên là nó hơi tối ha bà con mình. Thì đo đại đi, đo chỗ nào thì mình đọc ngay chỗ đó. Hoành thân gần 18, gần 19 ha. Độ cao của nó là 54 anh chị em mình. Là độ cao tới miệng chậu. Đường kính tàn dài nhất là 93. Đây 93. Rồi chi cành nó mà mình nuôi được gì là nếu mà trung bình thì người ta nuôi khoảng 6-7 năm á, có khi người ta nuôi không đạt được cái độ cành nó to vậy. Là anh chị em mình thấy ngón tay của em ha, thì toàn bộ cái cây này là xả dây hết. Xả dây hết. Đế đấm này cũng khá rất là đẹp ha. Đây già cây. Cái chậu này khoảng chậu 4 đo lọt lòng của cái chậu thử nhiêu. Phủ bì là 46, lọt lòng khoảng 40 anh chị em mình. Chậu này chậu 4 á. Rồi kế luôn là hồi nãy là số 03 phải không? Đây là Z04. Đây đo thông số cho bà con mình luôn. Chỗ này hơi chật ha. Hoành 29 này. Rồi. 29. Đường kính tàn, độ cao. Độ cao từ cái ngọn đến cái đá chậu là 61, đây tới ngọn, cái ngọn cây ha. Rồi, tán ngang. Tán ngang của cây là 80. 78, 79 mà con mình đây nè, ngay chỗ này luôn. Cây nó già, mấy cái cốt này người ta nuôi ngày xưa nuôi dưới đất anh chị em mình, cho nên là những cái cây này nó già lắm. Đây thì mỗi cái video mình cố gắng mình đo khoảng 4 cây cho bà con mình. Hả? Thì trong trên thị trường đó, có rất là nhiều linh sam. Đó, số bạn mà mới chơi thì nhầm lẫn là cây siêu bông có giống hạt gạo hay không, rồi sông Hinh nó có giống siêu bông hay không. Thì sẵn đây mình tư vấn sơ sơ luôn, đó là mình có review một cái video là những cái loại linh sam trên thị trường, nó hơn 10 loại á. Anh chị em mình có thể xem trên YouTube á, rồi mình có nói trên đó, anh chị em mình coi cái video mà top 10 loại linh sam trên thị trường á. Còn những cái loại em đang quay đây là linh sam sông Hinh ha. Cây này là sông Hinh, là Z4 nè, cây gin luôn nè, 03 cũng là sông Hinh, sông Hinh ha, đế khá. Và cây này cũng là sông Hinh, cây này là đẹp nhất, cây số 01 đây. Và cây số 02 thì hồi nãy mình không có ginh vô, sẵn mình để mình quay ở ngoài đó. Và em còn rất là nhiều cây, thì từ từ đó mình sẽ đo thông số cho bà anh chị em mình coi. Đây những cái cây này là mình sẽ ginh vô vách á, mình đo cho bà con mình đó. Hẹn anh chị em mình video lần sau á, tại vì nó tới 20 mấy cây đặng, mình phải ginh vô mình đo từ từ, mình tải lên cho bà con mình coi. Anh chị mình có cái nhu cầu mà mua lẻ thì mình lựa 4 cây đó thì mình bán lẻ là giá khác. Còn mà giá xô thì 6 triệu cây ha. Cái cây này cây số 26 là bà con mình. Cho nên là mình sẽ tặng một cây cho bà con mình luôn. Đây, rất là đẹp nha, cái lô này rất là khá luôn á. Thì số nhà vườn mà có nhu cầu mua đi bán lại á, thì xem cái lô này. Địa chỉ của em là ấp Nhân Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Rất là nhiều cây linh sam. Đây, chỉ có cái lô đó là bự nhất thôi, còn những cái lô kia thì nhỏ nhỏ không à.